ăn thì toàn là đi tới mấy cái quán trà sữa nè, rồi KFC nè. Mỗi lần chở Tiên về lại thì Tiên không không có về. Tiên kêu là con muốn đi theo mẹ. Thì Tiên khóc. Thì lúc đó mình cũng khóc theo, rồi an ủi con là thôi con ráng con về với ba đi, rồi mai mốt mẹ có nhà rồi mẹ đem con về ở với mẹ. Tiên kêu là con không có cần nhà, con muốn đi theo mẹ. Kêu là đi với mẹ khổ lắm, mẹ ăn cơm với rau á. Cái Tiên kêu là con muốn ăn cơm với rau với mẹ. Kêu nói thì nói vậy thôi nhưng mà mình biết là Tiên không biết ăn rau.